Xin chào anh em nhé. Mưa ở trong nhà suốt ngày em chán anh em ạ. Chắc từ nãy ra vườn tôi quay mấy cái cây mà hôm bữa tôi uốn định hình với cả một số cây dâm ổ thử nó phát triển mạnh không để anh em xem cho vui nhá. Đây giờ mời anh em hành trình của tôi ra vườn nhá. Đây mang theo cái dù đây anh em. Đây đây cây chồi mòi tông cao này thì hôm bữa tôi cũng quay video anh em xem rồi, hôm tôi uốn định hình lại này anh em. Thì như cái này là anh em chốt này anh em này. Đấy. Cái cây thường vi tôi vừa quay đây thì anh em cũng chốt rồi đấy. Rất nhiều cây chốt rồi. Đây. Cái chồi mòi hôm dựng dáng trực hoành đây thì anh em cũng chốt rồi này. Đây, một vườn cây đây. Chính là những cái cây mà nó mưa thế này anh em ạ, nó mưa nhiều quá là nó cũng không tốt đâu anh em ạ, nó mưa là nó rất dễ là gây ra bệnh, mưa xong nắng thì nó mới đẹp, còn nếu mà mưa quá thì cũng không tốt. Cái này hình như là bão thì lại bắt đầu là mưa nhiều. Đây là cái cây chồi mòi này anh em đặt lâu rồi, anh em thấy này nó đẹp không? Nói chung là cây thì lâu thì nó đẹp thôi chứ. Đấy, rất form dáng. Bữa nay thì cũng nhiều anh em hỏi tôi cái bằng năng tiếng Thái đấy. Bằng năng tiếng Thái bữa nay thì vừa rồi giao lưu nhiều quá cũng hết anh em ạ. Cũng còn vài cây thôi. Và cái này thì bữa nay nó mới đâm lọc lại. Đa số là anh em hay hỏi chồi mòi với bằng lăng. Đây còn những cây này nữa. Cái bằng lăng tím Thái thì giao lưu được rồi. Đấy luẩn quẩn cái khu bên này thì nó cũng chỉ được những cây như này thôi anh em ạ. Cứ giao lưu cây này với anh em thì nhổ đi thì lại bốc những cái cây từ phía bên kia sang. Có cái vườn này là vườn phôi nó có tài cảnh xíu thôi, chứ còn cây trồng lâu thì từ tôi vườn trong kia cơ. Đây, những cái tường vi này thì mang từ trong kia ra rất là đẹp rồi. Những cây trong kia thì bây giờ là nói chung là tài cảnh to hết rồi. Còn vườn ngoài này tại vì vườn mới mà cũng khoảng tầm này năm ngoái này anh em này thì tôi bắt đầu tôi chuyển ra vườn này. Vì những cây này là những cây sau này hết. Chồi mòi trâu. Nhưng ví dụ như anh em mà giao lưu thì những cái chồi mòi trâu như này là giao lưu được rồi. Cái bằng lăng bên kia. Đấy cũng rất nhiều cây có thể giao lưu rồi anh em ạ. Đây, đây là những cái chồi mòi trâu này. Đây, những cây này thì anh em nào mà thích uốn tạo rồi thì định hình thì những cây như này này. Cái này thì tôi hồi tôi đào về thì tính ra cũng được khoảng nửa năm rồi anh em ạ. Uốn định hình rồi. Đây gốc này thì chưa lên mầm thì đã có người đặt rồi. Gốc này thì anh em đặt thì vẫn nhờ này làm lại cho một vài nước. Gốc này thì để chơi. Hốc này mới uốn định hình anh em, to lắm chồi mòi trâu. Đây những gốc chồi mòi đã tròn này thì cũng giao lưu rồi anh em này. Anh em nào thích thì cứ thích cái nào thì cứ chụp lại màn hình nhá. Có thể là tôi sẽ báo giá cho anh em. Chồi mòi đã tròn này quả nó sai lắm anh em ạ, mà làm rất dễ. Đa số là chồi mòi trâu, chồi mòi đã tròn với cả bằng lăng. Mỗi phôi xin này mà nó yếu quá. Đây, cái phượng này cũng anh bạn cũng đặt rồi này. Đặt thì tôi lại làm thêm cho một hai vài nước nữa.
cọc phượng rất to, những cái gốc này thì người ta chặt đi. Chặt thì mình đào về thì mình sẽ uốn tạo và đục đẽo thì dần nó thành cây đẹp anh em ạ. Đây, cây chồi mỏi này mà người ta chặt đi này anh em này. Chặt bỏ thì một là mình mua rẻ anh em ạ, hai là mình xin, nhiều người xin thì người ta không cho, nhưng mà nhiều người người ta đào về cho mình thì mình tính một ít công anh em ạ. Chứ còn những cái cây này thì tạo thành cây thì nó cũng khá lâu đấy, tại vì nó chặt như cái cục luôn. Gốc này cho mồi trâu. Cái gốc này thì bệ của nó đang nằm ở phía dưới anh em ạ, bệ đẹp lắm. Sau này phải lâng bể lại. Mình sẽ đi qua cái vườn phôi bên này. Vườn phôi bên này thì có những cái cây tông cao, cho mòi trâu. Những gốc này thì nó cao mét hơn mét rồi anh ạ. Sung nó cao mới định hình. Một cái vườn bên kia nữa, góc rồi. Mấy chục cây bên đấy. Đấy có cả cà phê nữa. Cà phê vừa rồi đục lại, cắt cắt. Ui, mưa kinh hoàng anh em. Mấy gốc cà phê. Cũng còn nhiều lắm anh em ạ, nhưng mà toàn phôi trồng lùm nhà lùm nhổm. Tại những cây chưa ghép ấy. Quay giờ nó che bịp này nó không đẹp anh em. Sau này thì lộ hết bệ ra quay nó mới đẹp. Mưa kinh hoàng luôn. Sùng. Gốc trời mòi trong này định hình rồi. Loại này mà chăm tốt là sang năm ra quả luôn đấy nha. Ôi, video đây tạm biệt tất cả anh em, mưa to lắm.